Một ngày lên cơn ghiền trà sữa của Mẫn Mẫn. Quá là thèm trà sữa nên bắt ông Cáo chở đi uống cho bà. Trời ơi, kẹt quá. Sau một quãng đường dài chen qua biết bao nhiêu là chiếc xe thì chúng tôi cũng đã tới được tiệm trà sữa. Đây là trà sữa Nọng chi nhánh ở 1130 đường 3 tháng 2 quận 11. Tại sao lại là chỗ này mà không phải là chỗ khác? Là bởi vì hôm nay chúng ta phải uống ca trà sữa 2 lít. Ủa? Rồi lúc này cô ca ở đâu xuất hiện vậy trời? Chị, bán em trà sữa. Sữa Nọng thì chắc chắn rất là quen thuộc với mọi người rồi, nhưng mà chi nhánh ở 3 tháng 2 này nè, nhỏ nhỏ xinh xinh trang trí dễ thương mà còn có chỗ ngồi lại nữa, không khí Tết rộn ràng luôn. Để có được cái ca trà sữa 2 lít, mình đã nhờ mấy chị nhân viên để trà sữa và topping riêng nè. Mà đặc biệt ở đây còn có mẹt ăn vặt 3 tầng giá rẻ chỉ có 29 xu thôi mà 3 tầng luôn nè. Ngồi buồn buồn thì mình nhâm nhi bánh tráng Long An với lại trứng cút lòng đào hiên. Bạn nào không thích trứng cút lòng đào tại nó nhỏ quá có thể gọi trứng gà lòng đào. Ăn tao nói nó béo ngậy tan chảy trong miệng ngon ghê. Và bây giờ đã tới phần quan trọng nhất, đó là làm một ca trà sữa siêu to khổng lồ 2 cho 4 ly trà sữa vào cái ca này là đã đầy rồi hen. Bây giờ mình bắt đầu sẽ cho kem chi lên. Rồi trà sữa là phải có trân châu, phải thêm thiệt nhiều trân châu nữa nó mới đã. Thêm một viên pudding phô mai to ú ụ luôn. Và bây giờ thưởng thức thôi. Rồi xin miếng thôi. Tự uống tự mua đi. Uống xong trà sữa là bây giờ mình lấy miếng trứng gà lòng đào chấm với lại cái muối chua chua cay cay mặn mặn bỏ vô miệng ăn cho nó đã. Cái miệng ăn vặt 3 tầng ở đây á toàn là những cái món rất là quen thuộc với tụi mình luôn, dễ ăn mà ngon nữa. Trà sữa Coca đã nhường cho mẹ Mẫn bỏ vào cái can 2 lít mất tiêu rồi, bởi vậy bây giờ Coca ngồi ăn topping dưa hấu không nè. Mấy cô chú nào mà để ý sẽ biết dưa hấu là món yêu thích của Coca. Trà sữa ở Nọng á thì giá rẻ rất là vừa túi tiền. Ê bà chọn cái quán này đúng ghê á, nhìn cái hình trên tường giống y chang bà. Nhìn kìa. Giống tôi hồi nào đâu? Biết giống ai nữa không? Giống ông đó thằng cha nội. Tết tới rồi uống trà sữa còn được tặng bao lì xì nữa nè. Uống trà sữa xong rồi đi ăn tiếp bà Cáo ơi.